ngày 15 tháng 10, 18 cặp đôi cưới theo nếp sống mới của thành phố Hà Nội thực hiện nghi lễ dâng hương, chụp ảnh cưới và nhận nhẫn cưới tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong thời gian qua, bên cạnh việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là việc tổ chức lễ cưới, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thủ đô. Mình rất muốn làm một điều gì đấy gọi là văn minh đối với suy nghĩ của thanh thiếu niên hiện nay ạ. Thì mình thấy là cái chương trình này cũng rất là phù hợp với cả cảm nghĩ của hai vợ chồng ạ. Khi tham gia chương trình này, thứ nhất là rất là vui, thứ hai nữa là thực sự cảm thấy rất là đây sẽ chính là đám cưới đặc biệt nhất trong đời của mình ạ. Thì đám cưới năm nay thì khác với cả những đám cưới như trước thì nó diễn ra vào thời điểm mà Thành ủy Hà Nội cũng như là thanh niên thủ đô kỷ niệm tròn 10 năm mà thực hiện chỉ thị 11 của thành phố Hà Nội. Một cái chỉ thị cũng rất là quan trọng mà nó tác động rất nhiều vào cái nếp suy nghĩ, cái lối sinh hoạt cũng như quan niệm của gia đình, của xã hội về một đám cưới truyền thống. Thế đối với cả đám cưới năm nay thì cũng diễn ra trong cái bối cảnh là sau dịch bệnh Covid-19. Nhưng mà 2 năm qua thì với ảnh hưởng của dịch bệnh thì nhiều cặp đôi cũng không có điều kiện để tổ chức đám cưới. Thế và khi mà dịch bệnh được kiểm soát trở lại thì rất nhiều gia đình và các cặp đôi cũng mong muốn là có những đám cưới ấn tượng. Không phải vì quy mô nó lớn hay là mâm cao cỗ đầy mà họ được sống trong những trải nghiệm một không gian đám cưới, một cái lễ cưới thực sự là ấm cúng và lắng đọng. Thế và chúng tôi hy vọng rằng là với những đám cưới như này thì sẽ là những cái dấu ấn, những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của mỗi cặp vợ chồng. Trong 10 năm qua, đã có 160 cặp đôi nên duyên vợ chồng từ các đám cưới tập thể theo nếp sống mới do các cấp bộ đoàn thủ đô phối hợp tổ chức. Việc tổ chức cưới hỏi gọn nhẹ, văn minh, tiết kiệm, trang trọng, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc đã trở nên phổ biến. Nhiều bạn trẻ chủ động đăng ký.